Thời gian nếu đứng riêng là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời lại là hữu hạn. Thời gian là miễn phí nhưng đồng thời cũng là vô giá. Bạn có thể dùng nó nhưng không thể mua hay sở hữu nó. Một khi bạn đã đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không ít người chọn theo đuổi ngành học, ngành làm của mình và không một chút hứng thú. Mãi đến giây phút cuối cùng họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nhiều người trong số chúng ta rõ ràng biết mình muốn điều gì, thậm chí biết làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng lại mãi chìm đắm trong việc làm vô bổ. Tại sao vậy? Mỗi ngày bạn có 24 tiếng đồng hồ. Nếu tận dụng đầy đủ từng giây phút mà bạn có, tôi tin là không có gì mà bạn không thể chinh phục. Không có nút bấm thần kỳ nào có thể đưa bạn lên đỉnh thành công ngay lập tức, mà buộc phải có quá trình luyện tập, phát triển, vấp ngã, đứng dậy làm lại và không bỏ cuộc. Hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng những gì cần làm và kiểm tra vào mỗi cuối ngày để sống cuộc đời bạn mơ ước. Điều quan trọng hơn hết là phải hành động. Chống lại sức ì của bản thân không hề dễ dàng. Vậy nên tốt nhất, hãy luôn tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ. Một khi hoàn thành được một việc gì đó, bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có nhiều thời gian nên có thể trì hoãn. Thậm chí khi bế tắc cũng không được dừng lại, mà hãy luôn tập trung và suy nghĩ cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Phân tâm sao nhãng sẽ khiến bạn mất tầm nhìn về mục tiêu, khiến bạn trượt dài trên con đường lười biếng dẫn đến thất bại. Hãy nghiêm khắc với bản thân như một robot. Dừng ngay việc viện cớ, bởi viện cớ và thành công không bao giờ tồn tại song song. Hành động ngay lập tức, tập trung hết sức. Đừng phí phạm cuộc đời mình nữa.